Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con lens mới. Đó là Mickey 16mm T2.2. Tại sao đây là chữ T mà không phải là chữ F thì chút nữa mình sẽ giải thích sau ha. Và lens này là lens Cine ha. Cine lens là lens để quay phim, lens chuyên để quay phim luôn. Và cái này là cho crop là APS-C. Đây, đây là thông tin của nó, lens Cine. Lens gồm có 13 nhóm và 10 thấu kính. Khẩu độ là T2.2. Tiêu cự 16mm. Ở đây mình chưa hiểu lắm ở phần này là khoảng cách lấy nét gần nhất. Ở đây là ghi là 0.15mm. Nhưng mà mình coi trên Google á, thì khoảng cách lấy nét của gần nhất của nó là 7.9 inch. Là tương đương khoảng gần 20cm. Cái này thì vấn đề mình chưa hiểu. Nếu mà bạn nào mà biết á, thì comment giúp mình nha. Tại vì lens Cine thì mình không có dùng nên mình không biết. Khẩu độ bé nhất á, là T22. Phi là 77mm. Trọng lượng là 650g. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem ha. Lens này thì được tài trợ bởi 7 Artisan Việt Nam. Ở đây mình để đây. Lưu ý là chữ Việt Nam có dấu nha. Đây là con lens của chúng ta. Khá là nặng. Và một gói hút ẩm ở đây nữa nha. Thì nó sẽ được tặng kèm thêm một cái túi đựng lens của Mickey như thế này. Chất lượng túi thì rất là tốt. Đây, quyển sách của Mickey. Đây, khăn lau lens. Hết rồi. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Mình bỏ qua mấy cái này qua một bên hết. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Tiêu cự của nó là 16mm T2.2. Với lens mà cho quay phim á thì nó sẽ dùng là tiêu cự, nó dùng khẩu độ là dùng khẩu độ T chứ không phải dùng khẩu độ F. Mà khẩu độ T mà quy đổi qua khẩu độ F á, thì thường á là khẩu độ T, nếu mà 2.2 của T á thì nó sẽ bằng khoảng 2.0 của khẩu độ F. Nên nếu mà nói về con lens này theo lens chụp hình đi thì là 16mm f2.0 đó. Rồi, khẩu nó sẽ chạy dài từ 2.2 đến 22. Và ở đây là dòng ở trong á, là dòng khẩu độ, dòng ở ngoài á, là vòng lấy nét. Này, vòng lấy nét thì của lens của chụp hình, của lens của quay phim á, thì nó sẽ có là feet và mét. Đó. Nếu mà tính theo mét á, thì khoảng cách lấy nét gần nhất của nó là 0.2m. Thì là như hồi nãy mình nói là khoảng là 20cm á. Còn feet thì tính ra thì mình không rành về feet nên mình chỉ tính theo mét thôi. Bui của con lens này á, thì hoàn toàn là kim loại nha. Rất là chắc chắn và nặng luôn. Nặng tới 650g lận mà. Đây. Theo mình được biết á, của mấy anh mà chưa làm phim á, thì lớp chán phủ của lens quay phim á, nó sẽ tốt hơn là lens chụp hình. Và lens quay phim á, vòng lấy nét của nó sẽ mượt hơn và cho độ nét tốt hơn là lens chụp hình. Và con lens này thì cũng nó là ngàm M43. Mình thì dùng Fuji thì mình chưa biết được. Mickey á, thì nó có nhiều tiêu cự lắm. Hiện tại thì nó sẽ có là 12mm nè. 12mm T2.2, 16mm T2.2, 25mm T2.2. Và tháng 12 á, nó sẽ ra thêm là hình như là tiêu cự 50 hay 55 gì đó mình quên rồi. Và 85mm nữa. Rất là ngon để cho anh em quay phim luôn. Và lens này nó sẽ có các ngàm cho Fuji, Sony M43 và Canon EOS-M nhé. Rồi nếu các bạn nào muốn mua thì các bạn cứ vào bay của mình là 7 Artisan Việt Nam, lưu ý chữ Việt Nam có dấu và số điện thoại mình để ở đây. Link mua hàng và link nếu mà có clip về con này, clip quay phim về con này khách mà gửi cho mình hoặc là clip chụp ảnh chụp từ con này thì mình sẽ để link bên dưới luôn cho bạn xem. Link bay của mình thì rất là nhiều, cập nhật rất là nhiều lens và các bạn cứ có thể vào thoải mái mua.
Rồi, xin cảm ơn các bạn.